Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái dòng máy in in bằng công mạng để in cho máy bán hàng bằng trên GoFood. Tại vì GoFood hiện tại nó cho nhà bán hàng là phải có cái bill in cho khách, thì ở đây mình sẽ có một cái máy in và một cái phần mềm miễn phí. Đây, khi em đã nhập phần mềm vào, anh có việc tới, anh đây là trên iOS, anh chọn món, xong rồi mình in có bill ra thôi, tiền mặt. Đặt cái bill ra cho khách, ví dụ thanh toán in cho khách, tiếp tục in cho khách, đó đây bill của mình đơn giản, chỉ cần cái bill này đưa cho bên cô việc nó mới chấp nhận. Bên cạnh đây là Android cơm sườn, thanh toán ra hóa đơn cho mình lại là 2 ly đó, bằng bằng đơn bán mới vậy thôi. Android và iOS thì sai được máy của mình. Cảm ơn các bạn, cần tư vấn thêm thì các bạn cứ liên hệ với công ty Alobot để được tư vấn hỗ trợ cài đặt. Đó, máy này sẽ xài qua mạng wifi nội bộ ở nhà mình, cửa hàng cứ bấm vào in thôi, rất là dễ. Đây là Android, lại cho các bạn coi nha, cơm sườn, hồng trà, trân châu, in đó. Trên Android thì in khá là mượt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình.